Có một cái tiêu máy mà cứ chăn gì á. Vừa làm các cáo nhé các bạn. Sao mùa chị chăn bài tía có bố bảo nào ta biết mình buộc ở đâu đứt gì đây á, buộc ở cái cọng này, buộc đây tí họ khác về tìm nhá, tìm đâu. Con lấy quả đi rửa nhá, đi rửa sạch nó ăn đấy. Thank you.
con ăn đi. Ngon không con? Ừ. Để ăn một quả ăn. Súp đổ vào đây. Mày trông nồi cơm nhá, mày đi nhặt rau nhá. Vâng. Mẹ pha mì tôm cho con, tối quá. Móc vào đâu nhỉ? Hẹn sẵn có. Con lấy như thế này mẹ. Ủa, cật thở đâu thì mẹ nhớ. Thank you.
ngồi đây này. Ăn mì tôm thôi, không ăn cơm mà con. Ngồi vào gần đi con. Con ăn xong chưa? Xong rồi. Ăn được hẳn một bát mì tôm nha. Mày cất. Giờ có bóng sáng rồi, con đi học nữa nhỉ? Vâng. Con đi học bài nhỉ? Vâng. Để lấy cái bóng này móc ra kia. Giờ sáng thì con lấy sách ra học. Học bài nhé. Học bài đi con. Chữ con xấu thế. Viết cho đẹp vào. Mẹ như kiểu buồn nôn lắm nhỉ.
thì đau rồi mẹ. Mẹ thấy buồn nôn, trắng người quá. Con học xong bài chưa? Chưa. Học xong bài xong ngủ đi. Đừng học, con sợ nhá. Ừ, con học bài đi. Vâng. Con ngủ đi. Mẹ con sao đấy? Vâng.